Mến chào các bạn. Hôm nay Thận không có đi săn bắt gì các bạn. Hôm nay Thận có một cái trải nghiệm mới để gửi đến các bạn. Mình mới mượn được chiếc ghe. Đây, ghe. Ghe của ba mình nè. Xuống ghe nó hơi lắc. Đây mình trải nghiệm đi ở dưới sông chơi các bạn. Các bạn nghĩ ở đây là ở dưới quê phải không? Ở đây là thành phố các bạn. Đây, cư rồi các bạn. Rồi, thì mình chạy ghe theo cho các bạn xem nha. Mến chào cô chú, anh chị và các bạn đã quay trở lại với video của Thận. Thì hôm nay Thận không có đi săn bắt gì mọi người. Hôm nay Thận ra quầy sông lấy ghe, Thận đi hái bần mọi người. Bần nhiều lắm, trái nhóc luôn. Mà lâu rồi Thận không có ăn trái bần mọi người. Lâu rồi không có đi ra vệ sinh. Trái nhỏ rồi chứ. Nó chín rồi mọi người. Thơm. Thì nãy giờ Thận hái cũng được mấy trái em. Nè. Hiện lát Thận về. Thận đâm chén muối rồi Thận thưởng thức nó mọi người. Lâu rồi không có thưởng thức. Rồi để mọi Thận về Thận đâm muối rồi Thận chia sẻ mọi người nha. Đây là ngoài sông nha mọi người. Bên đó là chung cư Đức Khải mọi người. Sau lưng chung cư Đức Khải. Còn bên đây là nhà bè. Ngoài sông. Xong đó bằng nhiều lắm, trái bao la luôn. Thận hái vừa đủ ăn, giờ Thận bơi về mọi người, tại đi bằng ghe của ba mình đi thả lưới mọi người.
Dạ bơi dài mọi người. Rồi Hận dễ Hận về Hận làm trái muối, Hận chia sẻ với mọi người nha.